Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì chúng tôi giới thiệu cho quý vị để quý vị chiêm ngưỡng những cái tác phẩm mà chúng tôi đã trưng bày ở tại đây. Một trong những cái tác phẩm rất là nổi trội tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Và trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì luôn luôn thể hiện cho quý vị thấy được cái giá trị nghệ thuật và cũng như những người thợ miệt mài công sức để làm ra những tác phẩm và chia sẻ cho quý vị. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những cái sản phẩm tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Đó chính là những đôi đèn thờ. Tại đồ gỗ Văn Sáu thì có rất nhiều các cái mẫu đèn thờ như đèn mái chùa, đèn tổ ong, đèn tháp và đèn cổ ngày xưa. Và những chiếc đôn, ví dụ như là đôn lục lăng, đôn vuông, đôn hình chữ nhật, rất là nhiều các cái mẫu đôn để chia sẻ cho quý vị. Và một trong những cái sản phẩm mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì đều đem đến những cái giá trị về nghệ thuật gỗ rất là đẳng cấp. Chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị thì những người thợ đang làm với những cái công việc của ngày cuối năm này. Thì giới thiệu cho quý vị để cho quý vị nắm được là tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu có rất nhiều các cái mẫu mã, rất nhiều các cái sản phẩm trưng bày và đang hoàn thiện cho khách, và một số thì đang chuyển cho khách hàng. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì để cho quý vị nắm được. Mỗi ngày thì chúng tôi đều chuyển hàng cho khách để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Thế cho nên là hôm nay chúng tôi cũng tiện chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được một số các cái sản phẩm tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Với cơ sở khang trang và những cái gian trưng bày tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì hiện tại bây giờ đang trưng bày những cái sản phẩm của đồ gỗ Văn Sáu lên tới hàng nghìn mét vuông. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được những cái sản phẩm mà chúng tôi luôn cung cấp cho quý vị. Chúng tôi sẽ đưa quý vị vào trong nhà để cho quý vị thấy được cái tác phẩm của chúng tôi luôn luôn đáp ứng những nhu cầu cho quý vị và các bạn. Vâng, đây là những cái sản phẩm tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Và những khách hàng đang mua bán giao dịch tại trung tâm, quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Chúng tôi thì luôn đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng với những cái sản phẩm hấp dẫn, mẫu mã đẹp và rất đa dạng. Như quý vị nhìn thấy những cái gian hàng trưng bày của chúng tôi, rất là nhiều các cái mẫu. Đây là sàn 2, còn sàn 1, sàn 3 và hai kho ở bên nữa. Cho nên là chia sẻ với quý vị thì những cái sản phẩm chúng tôi luôn cung cấp cho quý vị để đáp ứng cái nhu cầu của quý vị và các bạn. Cho nên là xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái chương trình mà chúng tôi giới thiệu. Và sau cái video này thì chúng tôi còn giới thiệu chi tiết cho quý vị để cho quý vị nắm được những cái tác phẩm tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, theo dõi. Và nếu quý vị thấy ý nghĩa thì quý vị hãy cho chúng tôi xin một like và hãy đăng ký trên kênh này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.